Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Và để mở đầu chương trình đọc lại sấm thi của Đức Thầy, xin trân trọng giới thiệu bài Nghĩ Diệt Quyền Ca. Bài này Đức Thầy viết tại Hòa Hảo năm Kỷ Mão 1939. Nam mô A Di Đà Phật. Ngồi buồn nghĩ cạn diệt quyền ca, muôn rứt cho xong ơi bể ấy hà, phá bức tường mây nhìn dáng vật, ngạc gì trướng lùa lấp đèn pha, lối thôi quá chậm trong đường thẳng, trễ nại khó qua nẻo cọp xà, một bước leo bờ mà khỏi khổ, năm nhì chi chi hỡi đâu là, đâu là ai quốc giới yêu đời, khổ cứu cho rồi mới thành thời. Trời Nam sốt ruột chờ con đò, đất Bắc lòng lan nổi thấm lời, cô tưởng người trần trần chẳng đôi, tình sâu dân sự sự xa vời, rồng tiếng mở mắt nhìn thi phú, hiệp mặt tớ thầy sẽ nghi ngờ, thâm hiểu lòng ta nổi cuộc đời, một bầu nhiệt quyết chẳng xa lời, mệnh yêu quốc thủy tình đồng chung, phải tin sao sống nổi cuộc đời. Nam mô A Di Đà Phật.